chào bác nha. Đây em nhưng có bác hỏi em là cái con Sibora này, bảo con Sibora D275 bên em lên tem nha. Thì em mở này cho bác xem này. Input đây cho nhanh. Đây, chiếc Sibora D275 bên em đây nha. Đây. Tem zin của nó thì vẫn còn đây nha. Rồi đây em sẽ mở xem một cái trang của nước ngoài này. Trang này là chiếc trang này của nước ngoài nha. Cũng chuẩn chiếc Sibora 275 nha. Chọn Sibora 275 nhá. Rồi bây giờ em sẽ xuống này, em sẽ copy cái dòng đây này, cái dòng này là dòng ba sinh linh của nó đây, em sẽ copy hết luôn cái dòng này cho bác xem này. Rồi em sẽ sang Google dịch. Rồi, em dịch này, đây nó sang đây, động cơ ba sinh linh này, đúng chưa các bác? Nó cứ bảo là bên em lên tem. Đấy thì các bác cứ tham khảo xem, nếu mà còn có khó khăn nữa thì bác cứ lên Facebook của các hội nhóm ấy, rồi lấy hình của một chiếc Sibora 275 rồi đăng lên nhóm nào đó, rồi hỏi xem được ấy, rồi họ sẽ trả lời cho nha. Đấy, nên là bác cứ xem đi, nếu cảm thấy xem được ấy thì có gì thì cứ tham khảo. Rồi, chào bác nha.